rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm. Xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm. Gác vắng mưa gợi miền trắng chiếu. Bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay. Giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang thưởng thức chất âm của đôi loa Đức Nordman và con âm ly Cambridge A60. Thì đôi loa này có cấu hình là một bass 16 cm, màng giấy gân cao su và một chép đơm mũi lụa. Quý vị, chép đơm rất to. Thì đôi loa này có cái thiết kế là thùng xung quanh là gỗ lạng ha, màu đỏ quý vị, màu đỏ mần. Đấy, thùng cao khoảng 50 cm nha quý vị. 50 cm, chiều ngang là 20, chiều sâu vào khoảng 22-23. Thì đây là một đôi loa đến từ Đức nha quý vị. Đôi loa đến từ Đức. Thì loa này mở phía sau nha, không có mở ai căng được nha quý vị. Thì quý vị gân cao su quý vị, cho nên quý vị cảm nhận được cái độ mềm của tiếng bass nha, rất là mềm sâu. Cái tiếng chép phía trên, phần trung chép phía trên rất là chi tiết nha quý vị. Đấy, rất dễ đi vào lòng người đối với cái chất âm này. Thì đôi loa này có mức giá chỉ có 3 triệu thôi quý vị. Thì chúng ta có thể sở hữu được một cái chất âm châu Âu rất là đặc biệt, rất là tuyệt vời. Đấy, đang ghép với con Cambridge A60 cho ra một cái chất âm cực kỳ tuyệt vời. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Nếu yêu thích thì quý vị cho em xin một like và một cái đăng ký để theo dõi những cái sản phẩm mới nhất về cửa hàng. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn.